Ừ. Nó giữ ong này đến mùa mật nó cũng giữ này. Mình giờ giấc này nó hiền này, sáng là hay giữ rồi đấy. Đây quay mặt đứng đứng đây là bị đốt rồi đó. Gần gần là mình cái lựa cái thùng nào nó hiền ấy thì đỡ, còn mấy thùng này đầy hơn đây, cái này đầy. Cái này dùng hả? Ờ em cũng mới tới. Cái này có túi của anh được, mà thấy được, thấy được. Để em cứ giữ em vậy nha. Lật ngược lại em quay cái nụ bên trong. Đúng rồi, anh cứ giữ em lại để giữ vậy đó. Công ty đang làm cái phóng sự về nuôi ong, khai thác sữa ong chúa đó. Từ cái công đoạn là mình nuôi cho đến đóng gói làm phim tư liệu nên sẵn đây để chở mẹ lên đám cưới trên Tân Hội nè. Tại thông thường nếu mà làm á là có cái bọn chuyên làm phim, nó mang mấy cái quay chuyên nghiệp của nó lắm. Nhưng mà nhiều khi mình kêu tụi nó lên cũng hơi mệt, cứ mình quay về đưa quay cho nó, tụi nó tự cắt ghép tụi nó làm. Sao gặp Lưu Bình. Cái này là nụ ấm chúa đây. Được, ok, rất là rõ. Bây giờ cứ mang cái này về nhé. Rồi. Có cần quay cái đoạn có, cắt gấp? Nếu mà được cái công đoạn cắt gấp thì càng tốt. Rũ đại thôi. Cái thùng kia có hai cái này được, thùng tốt. Thông thường là mình lấy sữa là buổi sáng sớm đúng không anh? Dạ sáng. Khoảng 6 giờ mình rồi cầm về. Cô hả cô? Dạ cháu, tôi cháu đang làm mấy phim tư liệu về sữa mà cô. Gần mình.
là chỉ cần mình gỡ lên là nó không cho sữa vào đúng không? Dạ, mình cứ phải cấy cấy con trùng này vào. Chà mất sữa. Y chang như miếng cao gầy riêng luôn này. Nhờ phải phải. Không tìm miếng cao gầy riêng đi. Là ngồi đâu múc, ngồi xuống đất luôn. Kệ đấy múc luôn. Dạ. Múc luôn. Múc luôn này. Múc luôn. Đó, quan trọng là cái này này, cho nó xem để nó biết, tức là có lọc đàng hoàng. Làm cái này cũng đòi hỏi tỉ mỉ ghê. Dạ. Cho ăn giờ có múc mà. Dạ. Anh thử cái được không? Dạ. Cái này mình thử cái được không? Dạ. Ăn hay là sao anh? Em khác ở nhà. Mẹ. Anh này khỏe lắm ạ. Mới lấy thì nó khé hơn là mình. Ừ. Vậy chứ mà mấy thang như này là được 1 kg anh. Người ta không có sữa, người ta thấy mấy cái. Ta thấy chút xíu nó vui lắm, nhiều khi mình có sữa mình làm ra mình chả bao giờ ăn. 20 mấy cái này. Vậy thì ăn biết bao nhiêu, vậy 1 ngày biết bao nhiêu ký? Ngày có thầy chúa. Thầy chúa được ít lắm. Nghỉ ngày là hơn 1 ký. Chứ còn thầy chúa xong rồi ngày 6 kg. Mấy cái đồ múc này là mình tự chế đó. Mua hay. Em mua ở trên kia này bạn. Nó về nhiều khi nó hỏng thì mình sửa thêm tí, còn mua mấy cái này mua. Người ta múc bằng que tre ấy, thì là tự vót, còn cái que này, cái nhựa này thì mình phải mua. Ở dưới Bình Phước mình thấy người ta làm cái này. Bình Phước à? Bình Phước thì đa số là ông mật chuyển về đây. Nhưng mà nó làm cái mục đây này là đây. Đây. À, đây là thành quả đây. Có cần em lọc không? Không, đây rồi. Để về ghép lại, tại mấy cái kia có trên mạng ở trên. Tạo giống cái này gì, nhưng nó toàn sáp ở bên dưới. Đúng rồi. Thế là cái giấy mà bên trắng đấy, dạ. Ok. Thì có cả lăng lắng. Ông chết hả?